5 ngày sau vụ nổ lớn, thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh vẫn chìm trong bầu không khí tang thương. Giống như ban ngày, vào buổi tối, bao trùm quanh xã vẫn là bầu không khí ảm đạm. Giữa đống đổ nát hoang tàn, một vài hộ gia đình đã cố gắng quay trở về để khắc phục thiệt hại, tiếp tục cuộc sống. Những chốt kiểm tra cũng chỉ hoạt động mang tính hình thức vào ban ngày, chứ không hoạt động 24/24 để kiểm tra hoạt động mua bán phế liệu như đã đưa tin. Hoang sơ và tiêu điều. Theo như thông tin của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong thì tại khu vực này sẽ có 3 chốt hoạt động 24/24 giờ. Tuy nhiên theo như ghi nhận chúng tôi thì ở đây không có một cái chốt chặn nào. Lập chốt kiểm tra được ví như một hành động mang tính hình thức, xoa dịu, trấn an dư luận. Thực tế người dân Quan Độ vẫn đang rất lo lắng và bất an. Chừng nào những hậu quả của vụ nổ vẫn chưa được khắc phục, nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được làm rõ, thì người dân nơi đây vẫn chưa thể và chưa muốn quay lại với công việc trước đây, dù đó là nghề kiếm kế sinh nhai của họ.